ngay cả khi mà chúng ta đang ở trong cái trong cái cái thế giới 4.0 khi mà chúng ta có thể gửi các tin nhắn khi mà chúng ta có thể gửi các hình ảnh khi mà chúng ta có thể gửi các emoji rồi các cái thứ mà nó thay nó có thể thay thế cho cái cái biểu cảm truyền thống thì chúng ta biết rằng là phần lớn thời gian của chúng ta và phần lớn các cái yếu tố mà ra quyết định trong các quan hệ giao tiếp cũng như là những cái ấn tượng mà chúng ta tạo ra được trong quá trình giao tiếp nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng chúng ta lắng nghe một cách tích cực và cái khả năng chúng ta diễn đạt cũng như là chúng ta đọc được cái diễn đạt về mặt giao tiếp phi ngôn ngữ của đối thủ hoặc là của người đối diện của chúng ta trong trong giao tiếp. Cho dù chúng ta làm việc trong bối cảnh đó là bạn bè, là đối tác hay là chúng ta làm việc trong những cái trường hợp về thương lượng thương thảo trong những trường hợp cạnh tranh hay trong những trường hợp hợp tác thì những cái kỹ năng hết sức cơ bản như vậy nó sẽ đóng vai trò quyết định trong cái sự thành bại của các mối quan hệ xã hội cũng như là mối quan hệ kinh doanh ngày hôm nay chúng ta có cái sự chia sẻ của chị chị Hiền là một người rất là có nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện trong các lĩnh vực về đào tạo huấn luyện cũng như là quản trị nhân sự và chúng tôi rất là mong muốn là qua cái chương trình này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cách rõ hơn cái tầm quan trọng của cái việc mà lắng nghe tích cực và hiệu quả để mà chúng ta có thể nghe được những cái điều chưa được nói ra chúng ta nghe được những cái điều sau lời nói của cái người mà giao tiếp với chúng ta chúng ta Tôi cũng mong muốn là chúng ta có thể học được tốt các cái um, các cái giao tiếp uh, phi ngôn ngữ. Tất nhiên là hôm nay trong cái bối cảnh về trực tuyến như thế này thì nó không phải là bối cảnh tốt cho cái việc về nói về phi ngôn ngữ. Tại vì chúng ta nhìn thấy nhau qua cái camera như thế này thì có thể nó cũng rất là thách thức cho chị Hiền trong việc về về truyền đạt với chúng ta về chuyện phi ngôn ngữ. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là cái giao tiếp phi ngôn ngữ đấy là một cái phần rất là quan trọng ngày càng nó ngày càng chiếm một cái tỷ tỷ trọng rất là lớn trong vấn đề giao tiếp đặc biệt là uh, trong cái bối cảnh của chuyện toàn cầu hóa trong cái chuyện chúng ta trở thành các công dân quốc tế thì cái phần về về ngôn ngữ cơ thể nó càng rất là quan trọng tại vì ngôn ngữ thì mỗi một nước có thể có các ngôn ngữ khác nhau như chúng ta biết rằng là về ngôn ngữ cơ thể thì và ngôn ngữ cử chỉ thì nó có rất nhiều các cái điểm mà nó được xếp vào loại là uh, universal nghĩa là cái phần về nó mang tính quốc tế cao. Như vậy cái cái điều mà mà tôi dùng cái cử chỉ mà tôi có thể nói cho một cái người bạn Việt Nam của tôi hiểu được thì nếu tôi có thể làm cái đó cử chỉ đó với những người uh, bạn Trung Quốc của tôi người ta cũng hiểu tôi có thể nói chuyện với những người bạn úc của tôi và có thể tiếng anh của tôi nó cũng không được tốt lắm nhưng mà nhưng mà tôi nói cái chuyện đấy người ta cũng hiểu Thì tôi đi đến bắc âu tôi nói chuyện với những người bạn bắc âu người ta cũng hiểu thế thì cái việc mà thấu hiểu về cái vai trò và cái cách thức mà chúng ta có thể à, có thể thực hiện cái giao tiếp phiêu ngữ một cách hiệu quả nó không chỉ giúp chúng ta đọc được những cái điều mà người khác người ta không nói ra mà cái chuyện nữa quan trọng không kém đó là nó giúp chúng ta có thể thể hiện được bản thân mình, có thể diễn đạt được những cái ý của mình và trong những trường hợp thì cái cách chúng ta diễn đạt bằng các cái cử chỉ, phi ngôn ngữ ấy nó còn hiệu quả hơn rất là nhiều so với những điều chúng ta nói, so với những điều chúng ta viết đấy. Mỗi một buổi với thời gian 3 tiếng đồng hồ nó là một cái rất là hữu hạn. Nhưng mà chúng tôi cũng tin rằng là trong cái buổi trao đổi giới thiệu hôm nay của chị Hiền về À, lắng nghe tích cực và giao tiếp uh, phi ngôn ngữ đấy nó cung cấp cho chúng ta các bạn trẻ những cái uh, góc nhìn mới và cung cấp cho chúng ta những cái keyword mới những cái từ khóa mới và với cái sự nhanh nhẹn của thế hệ Z với cái khả năng tìm kiếm thông tin và tư duy uh, phản biện cũng như là giải quyết vấn đề chúng ta cũng đã đề cập thì tôi tin rằng là những cái clues đấy những cái từ khóa đấy những cái cách nghĩ đấy nó sẽ là à, thay vì nó cung cấp cho bạn các câu hỏi các bạn xin lỗi các cung cấp cho các bạn các câu trả lời thì nó gợi ý cho các bạn những câu hỏi và các câu hỏi đấy nó mở ra những cái con đường đi đến cái sự thành công của quá trình về à, giao tiếp trong cuộc sống nói chung cũng như là giao tiếp ở trong kinh doanh rất là nhân tiện đây rất là cảm ơn chị um, Hiền đã nhận lời tham gia chương trình và uh, các chị ở bên IOD um, đã tham gia hỗ trợ trong việc về uh, Liên thiết kế tổng thể của khung chương trình cũng như là có cái phần chuẩn bị cho cái bài trình bày ngày hôm nay. Chúc uh, chị Hiền và toàn bộ uh, các uh, em sinh viên và các thầy cô hôm nay chúng ta có một cái buổi trao uh, đổi một cách hiệu quả và uh, thật là thú vị và nhiều năng lượng. Xin chào.